Có nhạc hay nhỉ anh em nhỉ? Nhạc ok hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhé. Tôi quay trở lại với tập thứ 13 ở đây anh em. Tập tiếp quan trọng gì anh em nhỉ? Quan trọng là hôm nay làm cái gì anh em nhỉ? Ai quan trọng tập đâu. Nghèo quá, không có thịt mà ăn, phải ăn tạm thịt zombie này anh em. Để cho xuống cất tí đồ rồi thì xem thử xem có làm một đồ ăn gì khác không. Ăn thịt zombie hoài gầy anh em, gầy ốm. Đây. Cất cái tên rồi kìa. Có một chút thịt này, để tôi nướng lên anh em ạ. Tôi nướng lên. Hai cục là được. Một cục này. Hai cục này. Chung là được thêm một tí thịt thì à. Đó, anh em còn nhớ cái thanh kiếm này không? Đó. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm thánh đấy. Đó. Tôi muốn đổi tên cho nó quá. Đó, mình đặt nó vào đây này, sau đó thì mình có thể đổi tên cho nó này. Đó. Tất nhiên là mình sẽ mất đi một level anh em ạ. Thôi để từ từ đã, tôi đang muốn kiếm lên level 30 để tôi ép cái thanh kiếm này này. Đó. Để từ từ đã, chứ mà giờ tôi level 28 rồi tôi mà ép nó. Ôi, cho vào nào. Rồi. Vừa đấy tôi cho than vào, thế nhưng mà tôi lại không cho thịt vào mới ghê chứ. Hôm nay thì anh em biết là chúng ta sẽ làm gì không? Nói chung là chưa cần biết. Anh em ạ, nói chung là chưa cần biết đâu mà chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta cứ phải đi farm một chút đồ ở trong địa ngục á, để chúng ta có đủ level 30 để còn ép cái thanh kiếm đã anh em ạ. Sau khi có thanh kiếm đã rồi thì làm gì thì làm đúng không? Rồi có thịt rồi, khá là ngon. Thế nhưng mà tôi không có cuốc anh em ạ, tôi phải làm cái cuốc đã. Bởi vì giờ là mình sẽ vào trong địa ngục tiếp mà. Đó. Thì hôm nay làm tôi không có tính đi khám phá trong địa ngục đâu, nên là anh em đừng có lo. Đó. Thì tôi chỉ là vào đó để farm một chút đồ thôi. Đó. Farm một chút đồ để cho nó khỏe rồi thì sau nó có cái đuốc để ở đây trông hơi quê, tôi tháo cái đuốc ra anh em nhìn thấy, cho anh em nhìn thì trông đẹp hơn mà đúng không nhỉ? Okay. Hết đuốc luôn. Làm như vậy thì làm một chút đuốc làm sao? À, lại có nhiều đuốc ngay. Ok. Đi vào địa ngục farm tí đồ anh em nhỉ? Lâu lắm rồi mà tôi không thấy trong Minecraft. Trời nó mưa anh em ạ. Wow. Anh em trồng ruộng lúa đẹp không? Tôi đào tí lúa nhỉ? Thế không? Ôi dồi. Xịn không anh em? À. Ruộng lúa nhà tôi. chỗ để dưa hấu nhỉ? Chỗ để dưa hấu có chỗ nào à? Đây. Bây giờ tôi có 3 hạt giống dưa hấu luôn. Đó, 3 hạt dưa hấu luôn. Đây tôi để 3 hạt ở đây đi. À thôi, để vậy thôi là ăn mà được kệ đi. À, thực ra mình để vậy thì bên cạnh này thì mình sẽ không trồng đâu anh em, bởi vì là mình trồng thì dưa hấu nó sẽ không ra được anh em ạ. Đó. Thì mình phải phá ở hai cây bên cạnh đi thì quả dưa hấu nó còn ra. Đó, xong rồi. Tôi cho lợn ăn tí đã anh em ạ. Ủa rồi. Sao mà nó đông đúc như này? À. Đây là bò với cừu chứ tôi gì có lợn.
Đúng rồi, ăn cho mau lớn đi các em. Giỏi lắm. Con này, giàu ghê. Giàu ghê, nhờ. Đồng đúc. Xong chưa? Hết chưa? Hết rồi anh em ạ. Ôi. Chắc chắn mấy bạn này rồi, rồi. Ok. Rồi. Nhiều đồ ăn phết anh em ạ. Đấy, tôi cho bọn nó ăn thế nên là tôi lên được level level 29 rồi kìa. Đó. Chút nữa là lên được level 30 rồi, cố gắng nào. Để vào địa ngục đào tía khoáng. Đào tía khoáng đúng không? Đây. Đây này, mình đào cái này là mình cũng lên lên level khá nhanh cái này anh em này. Cái này đó. Cái này là một trong những cái loại khoáng mà nó cho mình khá nhiều XP. Tất nhiên là tôi vào đây nó không phải là để tôi đánh cái bọn lợn đâu anh em. Úi ôi, thôi nào, thôi nào. Thôi nào. Chuyển qua đồ vàng ngay anh em ạ. Bọn nó đánh sắp hỏng cái đồ của tôi này. Anh em nhìn này, trời ơi thương như kìa. Nhìn đồ của tôi nó bị nát này. Khi nào mà hỏng là buồn lắm. Tôi nhìn thử ra kia kìa. Đó. Thì đào mấy cái này nó sẽ đưa cho mình cực nhiều XP. Đây. Hello mấy anh lợn. Nếu mà anh em mà muốn chơi game mạo hiểm ở trong này thì anh em có thể đập bọn lợn cho địa ngục nhé. Anh em chỉ cần đánh một phát thôi thì là một đám lợn chúng sẽ đến, chúng có bâu anh em ngay. May là tôi biết đấy, chứ không người ta vào tôi thấy bọn nó rồi thì tôi cứ đánh là toang tôi luôn. Mày tôi biết đấy. Đó, anh em thấy level nó lên nhanh chưa? Xịn không? Rồi 30 rồi kìa. Đó, nếu mà anh em muốn cày level là anh em cứ vào đây rồi rồi anh em đào cái đống này này. Đó. Cái level anh em nó lên như là cái gì luôn. Từ level 29 lên level 30 mà dễ như từ level 1 lên level 2 luôn ấy. Lại là con gát kìa. Đó, tránh nó ra. Tốt nhất là không dây dưa anh em ạ. Tốt nhất không dây dưa. Về thôi. Thôi tạm biệt anh em lợn nhá. Nhẹ nhàng tí thôi đúng không? Ôi. Chết ngay. Gì đấy? Thỉnh thoảng thì chúng nó sẽ có vài con thì chúng nó bị lạc từ trong địa ngục, chúng nó lạc vào. Đúng rồi, yêu anh em. Tất nhiên rồi. Phải thể hiện tình cảm với anh em chứ, tôi cực kỳ yêu anh em. Từ từ cho tôi nhảy cái. 1 2 3. Ok. Tôi đào cái cục ấy đi, cái cho thêm cái nữa vào. Rồi, đẹp 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 đẹp. Quắc như là Michael. À, ok. Hơi bị nghiện rap Việt anh em ạ. Ok. Cất cái này đi rồi rồi thì tôi cầm cái màu xanh lên tôi khảm vào cái kiếm nhỉ. Cất. Màu xanh đâu. Cái cục lapis đó mình sẽ giúp mình khảm. Netherite Sword. Nào nào. Thanh kiếm của tôi sắp lấp lánh qua đây anh em. Ui rồi. Anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Ui ôi. Sao mà nhiều thế ôi. Anh em nhìn này. Thanh kiếm của tôi khảm một phát mà nó ôi. What? What?
Tôi khảo một phát mà nó được tận 4 cái luôn. Tôi khảo có một cái thì nó lên tận 4 cái. À đúng rồi, để từ từ tôi chỉnh qua chế, tôi chỉnh gì ta? Cái ấy đâu, tôi muốn chỉnh qua qua tiếng Việt cho anh em dễ ấy á. Tiếng Việt. Tiếng Việt đăng. Mojang Studios. Rồi. Bây giờ có pack tiếng Việt cho anh em rồi. Anh em nhìn này. Hại loài chân đốt. Làm cháy. Hỏng. À đó. Thì cái kia thì sẽ làm cho cái đồ mình nó ít bị hỏng đi ạ. Và cạnh. Đó. Nói chung là cái khảm cuối. Cái quét cạnh tôi chả biết là cái gì. Nhưng mà nói chung là khảm một phát lên tận 4 cái luôn. Bá quá nhở. Hại loài chân đốt 5 luôn. Sao gì căng đấy. Làm cháy là hai, không biết là làm cháy hai là mắc chưa, hình như mắc rồi, chấm hỏng ba, quét cạnh ba. Ui ôi xịn quá anh em ơi. Anh em ơi kiểu tôi xịn quá. A hi hi, đúng rồi. Hại loài chân đốt, ai chà tuyệt quá. Tôi nhớ là thế, nhưng mà mỗi tội là nó có mấy khả mà tôi không thích cho lắm, đó là cái hại loài chân đốt anh em ạ. Thì tôi không biết là nếu tôi để vào đây, ôi tôi để vào đây mà tôi ấy cái thì nó sẽ mất hết tất cả luôn. Thôi cứ dùng tạm anh em ạ, nhờ dùng tạm đi, chứ mà để vào đấy thì là cái hại loài chân đốt ấy thì nó chỉ giúp mình tăng đam khi mà mình tốc độ linh hồn căng đấy. Sửa chữa thì cái hại loài chân đốt thì chỉ giúp mình tăng đam khi mà mình đánh mấy con như nó như có nhện đấy đó. Còn còn nó có một cái khảm mà nó giúp mình tăng đam của cả cái kiếm lên cơ đó, thì tôi thích cái khảm này cơ, cái khảm sắc bén á đó. Thế nhưng mà mỗi tội là mình thì tự nhiên nó cho mình cái hại loài chân đốt rồi, thôi thì mình cứ giữ mình dùng tạm nhỉ. Được rồi, tôi đổi tên cái. Kiếm thánh, ơi nhầm nhầm nhầm, tôi chưa bật quy kỳ á. Kiếm thánh, thế thánh kiếm anh em, thánh kiếm hay là kiếm thánh nào, thánh kiếm đi nhờ, thánh kiếm thôi. Kiếm thánh đi cho nó ngầu. Ok. Kiếm thánh á, sao? Kiếm cast. Có được không? Thôi dùng tiếng Anh đi đi cho nó ngầu. Cast. Cast. So what? Cast what? Thanh kiếm của cast. Rồi. Rồi. Ôi rồi. Ôi. Rồi ôi. Xong rồi anh em. Đi thôi. He 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 he. Xong rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tìm một cái thằng mà tôi rất là quý nó anh em ạ. Thằng làm thuốc. Hello anh, tôi đã chết đồ với thằng làm thuốc anh em ạ. Cầm ngọc đi đã, tôi chết đồ với thằng làm thuốc để anh em biết là tôi làm gì không. À, từ từ đấy thì mình bật wiki, thì thỉnh thoảng mình chạy thì nó bị khựng lại, thì anh em chơi Minecraft trên máy tính là anh em sẽ đều phải tắt wiki đi cả, chắc là anh em đang chơi rồi thì anh em sẽ biết. Đó. Mình cầm gỗ đi chết đồ nó, mình cầm gỗ đi mình chết đồ nào. Anh em biết tại sao mà tôi lại phải đổi đồ với cái thằng đó không? Thằng đó nó có chất cái redstone này, tôi nhớ là nó có chất cái redstone. Thì chút nữa anh em sẽ biết anh em ạ. Thằng đó về sau nó cho mình một cái cực kỳ là ngon lành luôn. Một cái cực kỳ là ngon lành luôn. Eha. Hello anh. Anh đừng có ra ngoài nhé, anh ở yên trong đấy cho em. Đúng rồi. Ồ, nó chết thì zombie à? Thôi,
Thế chết cái bột redstone này cho tôi làm gì có cái đó. Một cái này, hai cái này, ba cái này. Cố gắng lên max level đi nào. Rồi. Đó, thế là giờ thì nó sẽ được tăng cấp này anh em. Đó. Đó, nó tăng lên cấp 2 rồi đấy, để mở thêm cho mình cái này. Hai vàng à, thôi làm gì có vàng mà chết. Chà. Ngọc lưu ly à? Ngọc lưu ly, thôi chết cái ngọc lưu ly đi. Chứ mà đây thì anh em nhìn này đấy, thì nếu mình lặng cái này thì level nó chỉ tăng lên một tí rồi. Nhưng mà nếu mình chết cái này này thì nó tăng lên khá là nhiều. Nó chết cọc lưu ly đi. Đó. Hết cọc rồi. Để tôi đi đổi với cái thằng làm gậy. Gậy đâu, gậy đâu? Where is gậy? Gậy đâu? Thằng nào làm gậy nhá. Đây này, đây này. À đây, đây 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 đây. Hello anh. Hello anh có nhớ em không? Hồi trước là tôi chuyên làm gậy với cái thằng này này, trước trước là tôi chuyên đổi gậy với ơi nhầm 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 nhầm. Gậy cơ mà, rồi. Đấy. À, hết gậy, hết gậy, hết gậy. Rồi. Đó. Ấy thằng này thì cho mình cực kỳ nhiều gậy anh em ạ. Ấy thì anh em ạ. Thế mình đổi gậy với thằng này mình lại có lại ngọc sạch đúng không? Chốc mình lại đổi với thằng kia, thông minh không? Đó. Xong rồi đó anh em thì ăn tí à. Thì phải đợi một lúc nữa thằng này nó mới reset lại. Ô thôi 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 rồi, may quá may quá. May quá. Nó đào tẩu anh em ạ. Láo thật. Rồi, hello anh, ngồi ấy phải ngoan chứ các anh ấy chứ. À, lại tiếp tục này. Đó. Cứ làm như vậy cho chúng nó được lên level đấy anh em. Đó. Nó lại lên level rồi à? Đó, đấy, nó lên rồi đấy, cứ mỗi lần lên level thì người nó sẽ bốc ra cái màu tím này nó. Thì cứ trông như kiểu là nó lâu ngày nó chưa tắm nhỉ. À. Nếu mà mình mà cái này là cái gì? Thỏ à? Thế mình phải giết thỏ thì mình mới được cái này anh em ạ. Đồ phát sáng này đi. Ui rồi. Đắt quá nhỉ. Đặt quá. À, thì giờ thì mình đấy thì mình cứ phải đổi đồ với thằng này này thì nó sẽ hơi đắt. Ôi thôi 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 trong nó nào rồi. Tôi không biết là thằng đổi gậy kia thì nó đấy nhá. Thằng đổi gậy này nó đã reset chưa? Ấy, đứng yên trong đấy nào. Vẫn chưa. Anh có làm gì với cái hộp này thì anh làm gì anh? Anh gậy đấy. Thế anh đứng lui ra cho em ra ngoài em đi làm việc này. Ok. Tôi đi chặt tí cây các em ạ. Đó. Chặt chút cây. À tối tối tôi về đi ngủ cái. Nhà đâu? Ê, nhà đây. Cho cừu lợn bò ăn cái nhỉ. Thì tôi cứ cho chúng ăn nhiều nhiều á. Sau đó thì sau này tôi còn có nhiều cừu tôi còn ấy chứ đúng không? Rồi tôi có nhiều cừu tôi còn anh không biết mà lại làm dương ngồi lại vào địa ngục lại tìm cái Ancient Debris tiếp đó. Đó. Nói chung là đồ gì mà từ cổ đại là cũng cực kỳ khỏe anh em ạ. Tất nhiên rồi. Ôi, tôi cho chúng ăn hết cái ấy luôn rồi kìa. Ok. Chỗ này hơi tối nhỉ, để tôi cắm cho bọn nó một chút đuốc. À. À. Anh em ở nhà tôi đẹp không? Nó không có một một thằng nào làm YouTube mà nhà đẹp bằng nhà tôi nhá. Anh em thấy đẹp nhớ cho một like nhá.
đặt cái đuốc vào đây cái. Oh, xịn nhờ. Anh không nhà sáng nhờ. Sáng bóng luôn, nó đẹp. Kỳ yêu anh em. Đó. Anh em cảm nhận được tình yêu của tôi chưa? Đấy. Này. Tình yêu và thanh kiếm của tôi. Ôi, tôi vừa đi đổi đồ với bọn nó một tí mà level của tôi đã lên như là cái gì rồi kìa, tôi level. Ôi. Ôi. Một chém là đi luôn con nhện. Sao thanh kiếm của tôi ép ép cái hại loài chân đốt mà. Con nhện là loài ấy mà, đó. Một phát toang luôn. Ôi dồi ôi. Sự đâu anh em. Để tôi chặt tí cây. Tôi đi chặt tí cây, chặt tí cây, chặt tí cây nào. Chặt tí cây trước còn đổi rồi bọn nói chứ. Ở trong này thì nó có khá là nhiều loại khảm anh em ạ. Khá là nhiều loại khảm. Anh em mà chơi thì anh em sẽ biết. Tại vì là nó có một cái loại khảm nó khá là hay. Nó sẽ giúp cho anh em rơi từ trên cao xuống mà anh em mất ít máu ạ. Thế vì là nó cứ mỗi lần là mình rơi từ trên cao xuống là anh em đều nhận ra là mình mất 1 tấn máu đúng không? Thốn. Đấy, thế nên nó có một cái loại khảm cực kỳ tuyệt vời. Loại khảm mà nó giúp cho anh em, nó giống như con vịt đấy, cái lúc mà anh rơi xuống thì anh em sẽ không bị mất máu. Và nó cũng có một loại khảm nữa, nó giúp cho anh em làm gì anh em biết không? Giúp cho anh em thở được dưới nước. Không, thực ra là nói thở dưới nước thì hơi sai, mà là nó giúp cho anh em gọi là anh em chịu được lâu ở dưới nước ấy. Đó. Thì cứ mỗi lần mà anh em ở dưới nước thì anh em sẽ sống cực kỳ lâu luôn. Thì kiểu thì anh em phải chắc phải thì bình thường kiểu là có 10 giây anh em thở được dưới nước đấy. Nhưng mà lần này thì anh em mới xuống dưới nước ở tận 2 phút đấy, kiểu kiểu thế. Nó thì cái hô hấp đó, thì cái khảm hô hấp đó thì nó sẽ làm cho anh em cực kỳ bá đạo ở dưới nước luôn. Sau này mà chúng ta bá đạo thì anh em lúc đó chúng ta sẽ còn rất là nhiều nơi để đi. Anh em biết là nơi nào không? Để tôi review trước cho anh em biết nhé. Anh em đã thấy một tòa lâu đài ở trong Minecraft chưa? Em chưa thấy đúng không? Thì trước này thì tôi cũng chưa có đi đến một tòa lâu đài nào đúng không? Thì có mỗi cái tòa lâu đài ở trong địa ngục đấy. Đó. Thì là nếu mà trong địa ngục mà có thì ở ngoài đời cũng phải có đúng không? Thì có thật anh em ạ, à. Ở ngoài đời là có hai tòa lâu đài cơ. Có hai loại tòa lâu đài. Một là tòa lâu đài ở trên mặt đất. Đó. Và hai là tòa lâu đài ở dưới đáy biển anh em ạ. À. Bá đạo lắm. Rồi chúng ta sẽ đi hết thôi anh em ạ. Đấy. Sao chưa gì nó hỏng rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi hết thôi. À, anh em đừng có lo. Tôi sẽ chơi cho tới khi nào mà chúng ta không mà tất cả những cái gì có thể làm mà chúng ta đều làm hết rồi anh em ạ. Chơi nó gọi là chơi nát cả game luôn á. Đâu rồi, thằng chết cậy đâu rồi? Đây đây này, thằng này này. Hello anh. Rồi, hello anh. Anh em nhìn này đó, thì hồi trước thì có mỗi lần mà chết cậy tôi làm cái này này. Ấn một phát đó, xong kéo vào đây này. Ấn phát, kéo vào đây này. Ôi, 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 gì đây, gì đây, gì đây. Kéo đây này. Người tôi có nhiều đồ đấy. Đó. Anh em thấy cái level của tôi nó lên nhanh không? Đó, mình lại chết xong với nó rồi đấy. Ô này, mình vừa xong cái nó lại đổi mới luôn này. Đó.
Đấy, thì là hồi trước thì tôi cũng cứ làm liên tục cái này đấy anh em. Đó. Tôi cứ làm liên tục cái này để tôi đổi đồ của nó đó. Đấy. Hết rồi anh em ạ. Hết rồi à. Nó có hai cái bầu khá là đẹp. Ừ, hết rồi. Mình được tổng cộng bao nhiêu? Ôi, 25 ngọc luôn. Ngon ngon. Ôi thôi 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 thôi. Đứng yên thế nào bạn? Bạn phải đứng trong đó. Rồi, ok. Không biết là đã được tôi muốn chưa ta. Hello anh. Nào. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục. Tôi lên level 30 luôn rồi kìa anh em. Tôi từ level 26 tôi lại lên level 30 rồi kìa. Anh em thấy nhanh không? Ừ. À. Vẫn chưa ra cơ à? Thế là mình vẫn cứ phải đổi cái này với nó anh em ạ. Thì là cái này là cái vảy này là hình như là vảy rùa. Tôi cần phải có vảy rùa. Thì là cái này à, thì là cái chai thủy tinh này thì mình phải làm từ kính rồi này. Đó. Đây để tôi về tôi craft chai chai thủy tinh cho anh em xem. Chúng ta sắp đến được cái mức cuối cùng của nó rồi đấy, thằng đó nó sắp mắc level đấy, đó. Chai thủy tinh. Đầu tiên là muốn có chai thủy tinh là mình cần có gì anh em biết không? Cát anh em ạ. Tất nhiên rồi. À, chắc là anh em chưa biết thì cát này. Cát ui, có nhiều cát nhỉ. Cát kết mịn luôn là xịn xịn. Cắt 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 cái này đi, cắt đi. Ok. Cát thì mình cần phải có than. Thì nếu mà anh em làm học giỏi hóa thì anh em có thể thì anh em biết được á. Đó là nếu mà mình mà nung cát ở trong lò, tất nhiên là nó không phải là lò nung nó như kiểu mình nung cái này đâu. Tất nhiên rồi. Đó. Mình nung cát thì mình phải nung với một cái nhiệt độ bao nhiêu ấy, hình như là 3000 độ C sao á. Đó. Thì nó mới giúp cho đó thì nó giúp cho cát trở thành kính. Chứ mà anh em mà nung cái này thì còn lâu. Chung mà học hóa cũng khá là hay. Hello anh. Độ mềm mại. Độ. Ok. Cầm cái này trông cho vào đây á. À thôi 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 thôi. Tôi giàu mà đúng không? Tôi giàu mà tôi lo gì? Tôi có đến mấy cái lò nung ở đây luôn mà. Rồi. Đó. Là chúng ta cứ đợi cho chó nung thôi. Thì là cái cục này thì mình có thể lấy được ở trong địa ngục này. Thế nên là tôi để nó vào cái rừng địa ngục. Lông. Trứng này. Gỗ. Tôi cất gỗ một tí này. Ok. Đó. Sau sau khi mà anh em có cái này này. Đó, thì anh em có thể làm được cái chai kia rồi. Thì làm cái chai kia làm kiểu gì nhỉ? Chai à? Chai à đây, chai thủy tinh đó. Ui. Đó. Em cầm này, em để vào đây này. Ê. Sao ta? Một này. Có phải là không làm theo cách đó được anh em ạ? Thôi à, mình làm theo cách này chai đi đó. Một chai này, hai chai này, chai này đó. Thì mình cứ làm như vậy thôi. Rồi thì mình sẽ đổi đồ đó, đúng không? Ok. Tối rồi anh em ạ, tối rồi, mình đi ngủ rồi. À không 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 không, tối nhưng không được đi ngủ anh em ạ. Tôi chạy qua tôi đổi đồ thì vì là cái bọn này thì nó có một cơ chế rất là hay đó là tránh ra ôi ôi xuống nước ôi may quá may quá. Ô cái bọn này nếu mà cái lúc mà nó đang bị cháy ôi thôi 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 thôi
Ui, thằng zombie này là một thằng ấy kìa. Nó từng là một thằng 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 bình thường kìa. Ui rồi, đổ một phát mà cái level nó lên cao này anh em. Dạ anh nghe. Dạ anh nghe đúng rồi. Tôi đổ một phát mà cái level thằng ấy lên cao này. Đổi đổi phần nữa luôn nó rồi. Nào anh lên level max cho em đi. Ngọc Ender. Nó không đổi cho tôi cái Ngọc Ender à? Không đổi cho tôi cái cọc Ender à? Trời ơi. Nó không đổi cho tôi cái Ngọc Ender rồi anh em ơi. Thì đáng ra bình thường thì nó phải đổi cho mình á, nhưng mà thằng này nó không chịu đổi rồi. Thôi anh tránh ra cho em đi ngủ anh ơi. Bà không thể nằm ngủ bây giờ có quái. Thế à? Thôi thì qua sữa thôi. Thực ra là mình có thể farm cái ngọc Ender đó bằng cái bọn tránh ra nào. Đau quá đau quá. Ui. Ui rồi. Ui công nhận là cái làm cháy nó cũng đau thật ấy. Thì là chúng nó cứ chạm vào tôi như vậy thì nó làm cho cái bộ giáp của tôi cái này hỏng hết à? Đau quá nhở. Để tôi đi tìm bọn bọn Enderman. Tìm được bọn Enderman là mình sẽ xử được bọn nó. Enderman zombie này. Chết ngay, chết ngay, chết ngay, chết ngay. Tôi khỏe lắm. Sao không thấy đâu ta? Enderman ơi, Enderman ơi. Ủa, Reaper thôi 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 thôi. Tránh tránh con Creeper anh em ạ, tôi không muốn dây dưa bọn nó đâu. Thôi đi ngủ đi nhỉ. Đó. Không tìm được Ngọc Ender. Nhưng mà không sao anh em ạ. Thì mình làm cái nào cũng được, mình có ba thì mình có 3 viên thôi cũng được. Thì ở đây để tôi chỉ cho anh em cách để giúp cho anh em có thể tìm được cái nơi mà cái con rồng chết tiệt kia nó sống. Anh em sẵn sàng chưa? Em đây rồi, mắt của Ender đó. Anh biết tại sao người ta lại gọi là mắt của Ender không? Đó. Bởi vì là cái mắt này nó giúp chúng ta nhìn được cái nơi mà cái con kia nói đấy đó. Nó giúp người ta nhìn được cái nơi mà con kia nó sống. Một mà con boss nó sống á. Ừ. Rồi Creeper. Tránh này nhé bạn nhé, tôi không chơi với bạn nhé. Sao mà tôi thật sự là cái tôi không sợ con Creeper nổ tôi đâu. Nhưng mà tôi chỉ sợ nó nổ hỏng hỏng cho tôi ấy. Đây này, thì anh em ấy này, thì anh em cầm cái ngọc Ender này. Rồi anh em vứt nó lên trời. Ừ, này, ai có ấn đi. Đâu rồi, nó bay đâu. Ồ. Ồ. Đó. Thì có nghĩa là ở từng trước này nó sẽ chứa cái nơi mà cái con kia nó sống. Chứa cái nơi mà con boss nó sống. Hóa ra là nó trước mặt mình. Thì đầu tiên là chúng ta nên có cái giường anh em ạ, chúng ta đi đâu chúng ta cũng nên có một cái giường. Thì trước đêm chúng ta còn đi ngủ chứ, đúng không? Tôi vào trong làng tôi lấy cái giường của một thằng dân này rồi. 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 ăn cướp thì nhanh lắm. Mượn tí thôi nhỉ. Mượn tí thôi, tôi không cướp đâu. Ai ai lại đi cướp đúng không? Đây. Nó ở đây nha anh em. Nào. Đấy, thì thật sự thì cũng không biết được là nó ở chỗ nào. Thì cứ chạy tiếp thôi. Rồi thì anh em sẽ được biết là nó ở chỗ nào anh em ạ. Đợi tôi một tí ấy thì
Chung là mình cứ chạy này đã, từ từ rồi cho anh em sẽ hiểu hết thôi. Đến chưa? Đã đến chưa? Ồ, thằng Enderman kìa. Nói kìa. Tôi phải xử nó, bởi vì xử thằng này thì giúp mình nó ra được ngọc đấy anh em. Chạy đâu rồi? Tôi vừa nhìn thấy nó dịch chuyển xong. Wow. Đâu rồi? Thằng ấy chạy đâu rồi anh em ạ? Khôn quá. Khôn quá. Tôi vứt ngọc tiếp làm sao? Nó lại tiếp tục nó bay tới đây này. Đó, nó có nghĩa là mình lại phải tiếp tục mình chạy thẳng tiếp ấy. Đó, anh em thấy cái mắt này hay không? Nó giúp mình truy tìm khá hay vậy. Không mà cái mắt này bạn nó mà chỉ tôi đến mấy nơi có bò cừu các thứ nhỉ? Thế hay là có ngựa hay là có yên ngựa nhỉ? Cũng vui, tôi cũng thiếu yên ngựa quá. Chết cha, mình đi cái này chốc thì mình nói chung là mình đi thẳng thôi, chắc là sẽ không bị lạc khỏi 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 nhà đâu anh em. Nên là anh cũng đừng lo. Tới giờ. Ô con ong kìa, con bi kìa. Đồ ăn. Ăn tí. Sang buổi nào đó tôi sẽ làm một clip mà tôi sẽ làm một cái video mà tôi bắt ong về anh em ạ, tôi mang ong về nhà nuôi. Rồi thì tương lai chúng ta sẽ nuôi được hết tất cả các loại thôi anh em. Sa mạc rộng lớn này. Tới chưa? Nhảy. Ui. Tới chưa? Nó vẫn tiếp tục đi lên phía trên luôn. Ôi. Nó ấy vỡ rồi anh em ơi. À, thì hóa ra là cứ mỗi cái mắt này thì mình ném lên thì nó chỉ được tồn thì kiểu thì nó thì mình chỉ ném được 3 phát thôi, sau khi mình ném 3 phát xong thì sẽ bị vỡ anh em ạ. Sau lại có cái ngọn núi ở đây thế này. Tôi vòng qua ngọn núi chứ mà ai đi trèo lên ngọn núi đúng không? Vòng qua đi. Vòng qua cho nhanh. Ui ui bò. Chào bạn bò, đồ ăn ngay. Ui rồi, thích quá. Ui. Tôi chém một phát là nó chết anh em ơi. Ui chết ngay anh em ơi. Khỏe quá. Rồi. Đau. Nào, để cho thử ném thêm phát nữa làm sao. Nó vẫn tiếp tục đi lên phía trên luôn à? Holy shit. Ok. Nó vẫn tiếp tục đi lên phía trên anh em ạ. Xà phết. Nhưng mà nói chung là chốc nữa thì mình cứ đi thẳng lại này là mình quay lại thôi đúng không? Cũng tiện mà. Thì mình sẽ đỡ phải quanh quanh đường này đường nọ, mình quay ngược lại là được. Thỏ kìa. Wow. Từ từ nào. Khá là nguy hiểm đấy anh em nhỉ. Ui. 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 Tôi nhảy kém quá. Chết cha, hay vừa nãy mình đi đường nào mình lạc rồi. Đây đúng không? Thì mình đang đi tiến vào cái vùng mới này mà đúng không? Mình đang tiến vào cái vùng mới mà. Đúng rồi. Ôi bò tiếp này. Tôi xử luôn. Ôi. Nó có con anh em ơi. Nhưng mà không sao đâu. Tôi thật sự là không muốn làm cái này đâu anh em. Nhưng mà cuộc đời anh em ơi. Cuộc đời anh em ơi. Bạn cừu. Bạn cuối này. Bạn lợn này. Ui, farm thích nhỉ?
Farm thích phết anh em ạ. Một đống đồ ăn, một đống đồ ăn, bao nhiêu, ôi 6 thịt cừu, thịt lợn, ôi ba thịt lợn, ngon phết. Đâu rồi, nó đâu rồi, tới chưa, nó vẫn đi tiếp lên trên này luôn. What, ôi, nó hỏng luôn cái kia của tôi rồi, nó hỏng luôn cái mắt kia của tôi rồi anh em ơi. Tôi chỉ có cái mắt cuối cùng nó. Bây giờ mà cái mắt này mà tôi mà làm hỏng tiếp thì tôi về nhà tay trắng đấy anh em. What, tôi không muốn về nhà tay trắng đâu. Tôi muốn tìm được cái nơi con rồng sống. Cứu cứu, mày phải trả mạng cứu ạ. Ơ à, lác lác ha. Cứu, trả mạng nha bạn. Ôi, tôi giết nó lúc mà nó đang ở bên dưới nên là á, nó vẫn là thịt chín kìa. Chết nha, chết nha, chết nha. Đó, ồ bây giờ tôi mới nhận ra là ở cái xăng thì là ở cái hoang mạc này nó có rất là nhiều bò cừu và các con vật nó sống để cho mình farm anh em ạ. Chứ mà tôi thấy trong rừng chả có nhiều lắm. Anh có công nhận không? What? Vùng gì đấy? Ui, đây là vùng đất Badland này đúng không? Đây chính là vùng Badland này đúng không? Hồi trước là tôi cũng từng đến đây rồi này. Tôi nhớ là trong tập 3, tập 4 ấy. Hình trong tập 4 ấy là tôi từng tới đó rồi đó. Xịn chưa? Ngọc Ender đi đâu? Đi đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu rồi? Hỏng ngọc của tôi luôn rồi. Ngọc Ender nó lại chỉ tiếp về cái hướng này anh em ạ. Thôi thì cứ đi tiếp cái hướng này làm sao. Thôi thì cứ đi tiếp cái hướng này làm sao anh em ạ. Tối rồi, tối rồi anh em. Uầy, anh em nhìn cái vùng đất Badland kìa. Nó lại còn có cây ở trên đỉnh đấy kìa, đẹp không? Thế nhưng mà thế quái nào mà hại ta, vì sao mà tôi đi mãi mà tôi không thấy một cái stronghold nào ta? Phải có chứ. Cái này cát đỏ đây anh em đó, cái này cát đỏ hay mịn lắm. Mịn lắm. Không có nhở, không có nhở. Thôi rồi, tôi sẽ ở đây tôi farm đêm một chút anh em ạ. Tại vì mình cũng cần một chút đồ mà đúng không? Ôi cô, ôi một một baby cừu, một baby cừu, tôi không muốn giết một baby cừu đâu. Mà mình chạy hướng nào ta? Bây giờ phải giết được cái thằng Enderman cơ, tìm được thằng Enderman cơ. Tôi không biết là nó ở đâu. Bây giờ chung là tôi phải chạy xung quanh để tìm nó. Thôi kệ bọn kia đi, cứ đánh bọn nó nhiều rồi thì giáp mình yếu đi đấy. Ôi, hai phát chết luôn anh em ạ. Hai phát chết hai em. Đau không? Đau đau không? Ôi, đây là một gia đình lợn. Một gia đình lợn. Tôi đang chờ cái thằng Enderman nó ra. Và thằng Enderman nó không biết bao giờ nó mới ra. Ôi rồi, láo thế.
Where are you? Uầy, một đồng ruộng toàn hoa. Tránh xa tao ra nhá, mấy thằng skeleton nhá. Ui đau quá. Tôi nhớ là nãy là tôi đi hướng này đúng không? Đó. Chứ là mình cứ chạy qua cái hướng này thôi. Đói thì ăn cái. Lava. Bây giờ mà mình thêm được một ngọc nữa là mình sẽ lại tìm một đường đi tiếp anh em ạ. Tôi vẫn đang cố gắng tìm được Enderman. Cố lên nào, nó đâu rồi? Sao mãi không thấy nó spawn ra ta? Sao mãi lại không thấy nó spawn ra anh em này? What? Thì ở sa mạc này thì nó dễ nhìn đấy anh em, cho nên là tôi mới chạy được qua sa mạc á. Đau không? Đau không? Đau đau không? Tại sao không đau cơ chứ đúng không anh em? Kiếm của tôi một phát phù phép mà lên tận 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 4 cái, quá xịn. Chả biết cứ chạy cái này thì chốc có tìm được cái stronghold không. Nhưng mà tôi cố thêm một chút nữa làm sao? Cố thêm một chút nữa làm sao anh em ạ? Cứu 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 cứu. Thôi nha, tránh nha, tránh nha. Không có dây dưa với creeper hay là con gì đâu. Con bò, con bò, con bò. Có 4 con creeper luôn kìa. Ôi thôi 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 thôi. Bắn tới đâu quá nhỉ? Sao không thấy một thằng Enderman nào ta? Thì tôi nói không phải là điêu chứ mà thỉnh thoảng là cái stronghold thì nó, thì anh em biết là bây giờ mình muốn vào cái chỗ mà ở dưới rồng ấy thì phải vào một cái nó gọi là cái, chính là cái, tôi không biết nó gọi là cái gì nhưng mà nói chung là một cái hầm ở dưới lòng đất đó. Thì là đôi khi là nó sẽ bị lòi cái hầm mới ra biển đó. Thì kiểu cái hầm nó to quá nên nó bị lòi qua biển. À. Chết 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 chết. Trồi lên nào, trồi lên nào. Chết cha, trồi lên nào, trồi lên nào. Rồi. Đẹp nhà, biển đẹp nhà. Tôi quyết định rồi anh em ạ, tôi quyết định rồi, tôi quyết định rồi. Đây sẽ là một chuyến đi tìm stronghold cho tới khi nào mà tìm được thì mới về anh em ạ. Tìm được thì nếu mà được thì mình vào mình giết con rồng luôn. Về làm quái gì, đúng không? Nhờ. Được thì vào giết rồng luôn. Từ từ tôi bơi qua đất liền đấy rồi thì mình tính tiếp anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ hôm nay chắc tới đây thôi các bạn thật. Tôi nghĩ hôm nay chắc tới đây thôi. Để buổi sau thì tôi sẽ tiếp tục chuyến hành trình đi tìm Enderman. Quan trọng là giờ là mình phải tìm được thằng Enderman anh em ạ. Đó, mình tìm vào nó là mình giải quyết xong hết tất cả vấn đề luôn.
Creeper. Enderman, Enderman. Vì sao chúng nó không spawn ra một thằng Enderman nào ta? Một thằng cũng được. Thực ra là một thằng thì không được lắm, chỉ cần là rơi ra một ngọc là được. Đau quá. Ngựa. Hello mấy bạn. Không có nhỉ. Cứ bò nhiều bò quá. Tôi thật là mình đi chiêu du cái này, tôi thấy mình được nhiều phết. Tại vì là mình được khá nhiều thịt anh em ạ, mình được nhiều thịt là mình được nhiều lông nữa. Đó, mình được nhiều cái len cừu á, len. Chúng ta chạy xuyên đêm vào đây anh em hả? Trời sáng rồi. Bình minh đã lên rồi. Bình minh. Sao mà chúng ta cứ bắn đuổi tôi thế? Bình minh đẹp không anh em? Tôi vừa thấy cái gì chớp chớp ở dưới biển. Wow. Có gì không? Không có gì hết. Tôi muốn tìm cái stronghold. À, thì cái stronghold chính là cái pháo đài ở dưới lòng đất đấy anh em. Thôi. Có vẻ là không. Ok kìa kìa kìa. Nói kìa, nói kìa, nói kìa. Đúng không? Cái gì đây? À đâu? Đây là một cái cổng. Ôi. Một cái cổng dẫn đến địa ngục chứ? Ôi tôi nhìn nhầm, tôi cứ tưởng là cột đen đen này chính là cái bọn Enderman. Này, cái crane obsidian này, crane obsidian cũng tốt phết đấy anh em. Ôi, đẹp không này? Stronghold thế ở dưới này có stronghold không? Tao vào cái rương xem thử nào. Ui, lời nguyền biến mất. What? Sửa chữa. Độ mềm mại. Ui. Sao toàn đồ khủng thế này? What? Really? Cái sửa chữa này là một trong những cái khảm cực kỳ khỏe nha anh em. Cái sửa chữa này là thì khi mà cái đồ của mình thấy bị hỏng hay đề thì anh thấy thanh kiếm của tôi không? Thanh kiếm này thì nó hiện màu xanh xanh này này, nó có nghĩa là nó hơi bị hỏng hỏng rồi đó. Thì khi nào mà cái màu xanh nó tụt hết sạch xuống đây thì thanh kiếm này của tôi nó bị hỏng và nó sẽ bị biến mất luôn đó. Thế nhưng mà nếu mà với cái khảm sửa chữa này thì khi mà mình nhận được kinh nghiệm ạ, thì kinh nghiệm thì nó sẽ bù lại vào cái phần bị hỏng á, và nó sẽ sửa lại cái thanh kiếm này xịn lắm đó. Cho cái sửa chữa cực kỳ xịn. Còn cái lời nguyền biến mất này này thì đó là mình sẽ có nó, thì khi nào mà mình chết đi ấy thì là cái sảng đó nó sẽ bị biến mất luôn này các em ạ. Đó thì nó cái lời nguyền của mình ấy, thì mình cầm vào nó cái là đó, thì mình chết đi cái là sảng nó mất luôn. Còn cái độ mềm mại này, cái mềm mại này chính là cái nó giúp mình đào đồ, mình đào mấy cái thứ mà kiểu là nó dễ bị hỏng ấy. Thì kiểu là anh em có nhớ cái cục đất bình thường ấy nó màu xanh đúng không, nhưng mà mình đào ra thì nó màu nâu. Nhưng mà nếu mình dùng cái độ mềm mại đấy mình đào á thì cục đất nó vẫn giữ nguyên cái màu xanh, kiểu 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 là mình mềm mại á, thì kiểu là mình sẽ làm nhẹ nhàng để cho cục đất nó không có bị hỏng á. Đó kiểu 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 thế đó. À đây cục, đây là cục len đen đó. Hắc diện thạch. Ok thôi thì tôi cất tí đồ rồi anh em ạ, tại vì mình đi hơi xa xa rồi. Đây chúng mình sẽ coi như ở đây là cái nơi chúng mình dừng chân nhé, coi coi đây là nơi 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 mình dừng chân tạm. May tôi có cái giường. Đó. Đấy, tôi ấn vào đấy thì để nó reset cái điểm hồi sinh của tôi mà.
Nhiều đồ quá anh ơi. Nhiều đồ quá. Cất cái giáp này. Giáp trên người mình xịn phết nhỉ. Cất cái blaze rod này này quan trọng. Còn gì quan trọng không? Cất cả cái chai thủy tinh đi. Hết rồi anh nhỉ? Đó. Cất gỗ nó đi. Thủy gỗ cầm thì biết đâu. Đó. Đấy. Hôm nay thì tới đây thôi anh em. Ừ. Sự buổi sau thì chúng ta cùng tiếp tục chuyến hành trình đi tìm cổng An và đi tìm cổng dẫn tới nơi mà kết thúc. Và chúng ta sẽ xử con rồng. Tất nhiên rồi, kết thúc mới chỉ là mở đầu thôi, anh em đừng có lo nhé. Tôi giết con rồng xong chắc là tôi còn ra cả tỷ tập nữa cơ, bởi vì là Minecraft còn nhiều thứ để làm hơn là chỉ là đi giết con rồng. Đó, tôi giết con rồng là bởi vì là nó có một thứ mà tôi rất là muốn có từ từ con rồng anh em, tôi rất là muốn có cái thứ đó từ con rồng. Mà chỉ khi mình giết con rồng thì nó mở ra cái thứ đó cho mình á. Đó. Nên là tôi bắt buộc là tôi phải đi giết con rồng trước để tôi có được cái thứ đó. Sau đó thì tôi đi khám phá Chu Du dễ dàng hơn. Thì ok. Đó, bye bye anh em nhá. Hẹn anh em buổi sau nhá.